Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong một video mới. Hôm nay điện tử Tuấn Thắm Video được xin phép được giới thiệu một chiếc đài Sony FS710 nhé. Sony 710S rất là đẹp. Phải nói là em rất là ưng với cái ngoại hình của cái cây này. Giá thành thì cũng vừa phải thôi ạ. Tính nữa em sẽ báo giá luôn sau phần test qua các chức năng của đài nhé. Em quay qua một lượt này, tổng thể cho các bác xem này. Đấy. Rất là đẹp nhá. Loa bên phải này. Chữ Sony này. Dòng chữ của loa. Ở giữa này. Loa bên trái này. Trên phần thân nóc này. Rất là lành lặn và đẹp. Rất là ưng ý với cái cây này. Và tiếng của cây này rất là hay nhá. Đôi loa zin nên là cho ra tiếng rất là mộc mạc và ấm áp. Trong suốt thời gian qua rất là cảm ơn các bác đã theo dõi kênh. Một số bác góp ý là cái đài nào lên thì nên cho cái số tập vào để cho dễ phân biệt. Đấy, thì nên bắt đầu từ các video sau thì em sẽ cho lên các tập phim nhá. Ở cuối cái dòng chữ của tên kênh đấy thì em sẽ cho như là tập bao nhiêu đấy. Đấy, hôm rồi là tập 76 rồi đấy. Thì tập 77, tập 78 chẳng hạn. Các bác đặt mua cây nào các bác chỉ cần xem video và đọc cái tên tập bao nhiêu là em sẽ biết được và báo giá chính xác nhá. Vì là tránh trường hợp là nó nhiều các model giống nhau nên là không biết là cây nào với cây nào. Nhưng mà riêng bên quan điểm của bán kênh của em thì rất là chuẩn. Lên cây nào bác nào đặt cây nào là chuẩn cây đấy nhá. Không thể là bảo là lên hình cây này mà bán cái đài khác được. Sau đây em test qua phần băng dây của cửa A nhá. Tiếng rất là mạnh luôn. Tiếng rất là hay nhá. Em cũng giải thích luôn vì sao bên em các bác bảo là cái băng chạy hơi nhanh. Không phải đâu ạ. Đây là do em đang test các liên khúc nhá. Đây là những cái nhạc mà em test, em đặt bên in băng họ ghi. Như liên khúc Bolero hoặc là liên khúc quan họ Bắc Ninh này thì này, nhạc bao giờ liên khúc nó sẽ nhanh hơn nhá. Nhạc sống liên khúc mà. Đấy, nó sẽ nhanh hơn bình thường. Test qua phần băng cửa B nhá. Tiếng cũng rất là hay. Em test qua phần radio nhá. À em trước à. Buổi tối là khá nhiều đài nước ngoài. Mỗi giờ là 20,17 đô la. Trong video Cohen cũng nhấn mạnh anh vô cùng biết ơn công việc và trở thành tấm. FM. Luận. Trong một nghiên cứu gần đây về mức lương giáo viên trên toàn thế giới, tổ chức hợp tác và phát triển khá là nét nhá. Đã phát hiện ra rằng để em test qua phần FM Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn một. Đây không hiểu sao con thấy lòng nhà hắn dù mẹ chỉ hỏi có dù tiếng rất là hay. Con không sao hết vì có mẹ ở đây, con sao cũng được chỉ cần mẹ ở đây. Đứa con của mẹ ngày ấy. Ok. Em test qua phần cho kết nối điện thoại nhá. Line in hay còn gọi là AUX. Nghe liên khúc xuân năm mới đi, sắp Tết rồi. Tiếng rất là hay.
phần loa. Xuân đã đến bên em. Một chiếc đài Sony 710 hoàn hảo như thế này em đang giao lưu với giá 2.200.000 nhá. Bao ship và tặng một cuốn băng nhá. Đấy, bác nào mà chuyển khoản đủ là em bao ship tặng một cuốn băng. Lúc nào cũng như vậy nhá, riêng đối với em Tuấn. Kênh điện tử Tuấn Thám Video. Số điện thoại 0822 301 304 nhá. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ. Số điện thoại 0822 301 304 hoặc là Zalo hoặc là để lại đầy bình luận nhá, em sẽ trả lời. Xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn.